Người Việt Nam ơi, khỏe không bạn? Ok, hôm nay mình nấu canh chua. Hôm nay mình nấu canh chua là ngon nhất đời luôn bạn. Thiệt ra bạn, tiên quang cho pin nè, đừng giống mắt. Hai cải đỏ, cắt cùng khóc. Thiệt ra là có ăn không biết kỳ cả này là câu gì trong tiếng Việt Nam. Bắt đầu ướp, hai muỗng tỏi, một muỗng gừng, nửa muỗng muối, nửa muỗng tiêu, một muỗng hạt nêm, một muỗng nước mắm, nửa muỗng đường, cuối cùng là nửa muỗng ớt. Mà xả vô cho này thấm lên 30 phút nghe. 30 phút vô đây, 3 muỗng dầu đây. Chiên lên, thái mặt 1 phút. Cho hàng vàng the xỉ cho cho hàng đẹp, cắt hàng rán. Tôm chảo đây là có gia vị tơ lấm tơ lưa, một chén hành tím. Xào lên thơm ngạt cho rồi bạn, 7 cà chua, nửa muỗng hạt nêm, nửa muỗng tiêu. Mà xào lên cho nó thơm. Hai cục thơm vô. Cục to, đừng cục nhỏ nghe. Cho nửa tải thơm vô đi nghe. Xào lít nước vào vô. Nửa chén nước mắm, nửa chén nước me, một muỗng nửa hạt nếp, một muỗng nửa đường, nửa muỗng muối. Qua mình cho này sôi lên. Đây, sôi lên rồi ạ. 8 trái ớt, 1 tô đồ bắp, 3 lẹ bạc hà, 1 chén giả vào vô. Cho này sôi lên. Sôi lên rồi ạ. Cạo vào vô. Còn mình vào cạo vô bạn. Đừng quậy vô nghe. Quậy vô và cả mấy luôn nghe. Sôi này lên 30 phút nữa qua xong. Ăn canh chua là có hai ngò. Hai gái thì ngò ông. Cuối cùng topping là tỏi chiên. Hành lá vào vô. Sự tỏi chiên ngò gái, ngò ông đó. Vậy thôi ba. Xem vô nè. Ô cha mà ơi, quả ngon vậy sờ luôn. Và ngồi cuối thùng dầu chắc một ảnh à, vậy thôi ba. Một quá nắng luôn. Ô cha quá nắng cha. Một cười lên, cười lên, cười lên. Tỏi chiên ngọt tới lấm tới lưa. Vậy thôi bà. Canh chua người Việt Nam ơi. Đây bà con ơi. Ngồi hơi xiên mà. Đây bà con ơi, nước leo canh chua đó ngon đó, vô nghe thèm chạy nước miếng long bàn. Ngọn nhức nát luôn bà. Quả nóng. Đồ bắp ngon, vô nghe thèm chạy miếng bạn. Nhật leo vào lên cơm đó, quả đã luôn bạn. Mở miệng ra hụt cơm vô kia đó, giống này thèm chạy những miếng bạn. Ô cha mà ơi. Phải mình cả các bạn nhé. Các bạn muốn xem thêm video là lên YouTube QT Việt Nam nghe. Đó, đó, giống nè. Thèm chạy nước miếng các bạn. Ô cha. Bạc hà. Quá ngon luôn. Quá muốn cảm ơn bạn bè vô nghe. Vô nghe. Thiệt ra bạn, cái nước leo này là quả đặc biệt luôn. Ô chà. Thấy không? Bạn thấy không? Đầy đủ đô luôn. Ai bao giờ ăn canh chua kiểu này chưa? À, lên cơm nè. Vào lên cơm. Chờ chờ chờ. Bà Kha nè. Đây là câu gì? Cà chua nè, đây phẹn cả cho bạn nghe. Đây 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 phẹn xí đó, chọn vô đây đi, chọn vô nước mắm xí đó ngon đó, vô nghe em chay nước miếng bạn, ngon giật nát luôn bạn. Vào vô cơm. Sương sương. Ô cha mà ơi. Cà chua. Miếng bạc hà rồi, miếng bạc hà. Phê. Quả phê luôn. Ô cha. Ăn vô chạy mồ hôi luôn mà. Chạy mờ luôn ấy. Ngon, vô nghe.
quá ngon luôn. Bạc hà này. Bạc hà là đặc biệt nha. Bạc hà là đặc biệt nhất. Cực bạc hà là hụt cái nước leo này lên. Xẹt một miếng cả cho bạn nghe. Này, đã chưa? Quán phải ra không cho sướng vô nghe. Đó, vậy thôi bạn. Nước mắm nè. Ngập miệng ra. Ngon. Đó, vô nghe. Cầm mặt của quán này. Ăn vô chạy mồ hôi luôn. Vô nghe, thêm chạy nước miếng bạn. Ngon nhật nạt luôn. Ăn vô một khắc con bạn. Chạy mồ hôi vô mắt khắc luôn mà. Quá cay. Quá cay luôn. Ăn chạy mồ hôi quá đã.